Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Nhật báo Annaha cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Sidon, Lebanon trưa 26 tháng 8 giờ địa phương, khi máy bay không người lái thuộc biên chế IDF tấn công vào một xe hơi đang đậu trước tòa nhà Mati Hanhel. Được biết, chiếc xe trên là phương tiện mà quan chức phong trào Hamas Nidan Hanhel Abu Omar chuẩn bị bước lên. Vụ không kích khiến vị quan chức này bị thương nặng và phải tới bệnh viện gần đó. Theo lời kể của các nhân chứng, máy bay không người lái UAV của IDF đã phóng trực tiếp hai quả tên lửa nhằm vào chiếc xe hơi, khiến nó bốc cháy hoàn toàn. Đồng thời vụ nổ của tên lửa đã khiến một số xe hơi và công trình nằm gần đó hư hại nhẹ, cũng như nhiều người dân và người đi đường bị thương. Về phần mình, các lực lượng an ninh và quân đội Lebanon đã thiết lập một vành đai quanh hiện trường vụ tấn công nhằm ngăn người dân tiếp cận. Theo trang thông tin Al Jazeera, đòn không kích trên của IDF diễn ra chỉ vài ngày sau vụ quan chức Khalil Mada thuộc phong trào Fatah cũng bị ám sát tại thành phố Sidon. Hiện IDF lẫn Hamas chưa bình luận về thông tin do nhật báo Annaha đưa ra. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Israel hôm nay đã tiết lộ số liệu về trang thiết bị quân sự mà Mỹ viện trợ cho chính quyền nước này. Hơn 500 máy bay vận tải và 107 tàu thuyền đã bàn giao hơn 50.000 tấn thiết bị quân sự từ Mỹ tới Israel. Những trang thiết bị được chuyển giao cho Tel Aviv gồm có xe thiết giáp, đạn dược, đồ bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế. Tất cả những thiết bị được bàn giao trên rất quan trọng trong việc duy trì khả năng tác chiến của IDF trong cuộc xung đột, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Israel viết. Cũng theo thông cáo trên, nỗ lực hậu cần quy mô lớn đã được thực hiện bởi nhiều ban ngành trong chính quyền Tel Aviv, trong đó có không quân Israel. Theo Telegraph, loạt pháo kích của nhóm vũ trang Hezbollah diễn ra sau một cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào nhóm này lúc sáng sớm nay, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông. Phát ngôn viên Israel cho biết các quả đạn của Hezbollah đã bay tới miền trung Israel, song ông không xác nhận thông tin về bất kỳ thiệt hại nào. Quan chức này nói thêm, Israel không muốn một cuộc chiến toàn diện xảy ra, nhưng lặp lại tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng bất kỳ ai làm hại chúng tôi sẽ bị làm hại. Israel sẽ đòi một cái giá rất đắt cho bất kỳ hành động gây hấn nào. Chiều nay, Israel đã ban hành lệnh kiểm duyệt cấm các nhà báo đưa tin về bất kỳ thiệt hại nào do cuộc tấn công của Hezbollah gây ra. Một thành viên Hezbollah cho biết lực lượng này đã cố gắng đảm bảo phản ứng của họ về vụ Israel sát hại một trong những chỉ huy hàng đầu của nhóm sẽ không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo người này, cuộc tấn công bằng rocket và UAV của nhóm vào Israel đã bị trì hoãn do những cân nhắc chính trị, chủ yếu liên quan tới các cuộc đàm phán đang diễn ra về ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết các cuộc không kích vào Lebanon hôm nay không phải lời cuối trong chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hezbollah. Chúng tôi đang giáng những đòn bất ngờ, nghiền nát Hezbollah. Đây là một bước tiến nữa hướng tới việc thay đổi tình hình ở phía Bắc và đưa người dân của chúng tôi trở về nhà một cách an toàn. Và tôi xin nhắc lại, đây không phải là lời cuối cùng. Ông Netanyahu phát biểu như vậy tại một cuộc họp nội các. Bị tiêu diệt hơn 90.000 khí tài, Tổng thống Ukraine cự tuyệt quân bài đổi đất lấy hòa bình, cảnh báo gắt với Belarus. Ngày 25 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thiệt hại của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, trong khi Tổng thống quốc gia Đông Âu Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ nỗ lực để đạt được hòa bình công bằng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 41 thiết bị bay không người lái UAV và 8 rocket HIMARS trong 24 giờ qua. Về tình hình trên mặt trận, các nhóm quân phía Tây của Nga đã di chuyển đến các vị trí có lợi hơn, tấn công vào quân đội và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới Ukraine tại Lugan, Kherson và Donetsk. Các nhóm quân trung tâm tiếp tục tiến sâu hơn vào hệ thống phòng thủ của đối phương, khiến Ukraine mất hơn 500 quân. Nhóm tác chiến phía Đông đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình, tấn công vào quân đội và trang thiết bị của Ukraine gần Uleda, Vodianoye, Shaktiot, Prechitovska và Zolotaya Niva, khiến 130 quân nhân Ukraine thương vong trong ngày. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam đã cải thiện vị trí ở tiền tuyến, tấn công mạnh theo hướng Perejetnoye, Jalisnyaskoye, Rigorovka, Rigorodov, Chasovya, Kurdyumvoka, Prestezhevka, Kurakovo, Katerinovka và Konstantinovka. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng hơn 90.000 phương tiện, thiết bị quân sự và vũ khí của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, gồm 640 máy bay, 283 trực thăng, 30.475 thiết bị bay không người lái, 575 hệ thống tên lửa,
17.566 xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, 1.425 bệ phóng rocket đa nòng và 13.621 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 25.200 xe cơ giới quân sự. Trong khi đó cùng ngày, hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev sẽ không ngừng bắn và cũng không từ bỏ các vùng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Đề cập mục đích cuộc tấn công vào tỉnh Kerch là để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào tỉnh Sumy ở phía bên kia biên giới của Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng mọi hành động của Ukraine đều nhằm buộc Nga sẵn sàng cho một thế giới công bằng. Theo Tổng thống Zelensky, tiến trình duy nhất mà Ukraine ủng hộ là công thức hòa bình, trong đó khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Nhưng nếu chúng ta không thể kết thúc xung đột bằng ngoại giao, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để quân đội sẵn sàng buộc Nga rời khỏi lãnh thổ. Kiev vẫn quyết tâm thực hiện công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Theo đó, Nga cần rút quân về các đường biên giới năm 1991, song Moscow vẫn bác bỏ phương án này, cho rằng biên giới cần phải theo thực tế trên chiến trường. Bên cạnh đó, Kiev cũng cáo buộc nước láng giềng Belarus tập trung một lượng lớn quân nhân ở khu vực Gomel, gần biên giới phía bắc Ukraine. Dưới chiêu bài tập trận, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo các quan chức Belarus không được mắc sai lầm với hậu quả bi thảm cho đất nước của họ, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang của nước láng giềng chấm dứt các hành động không thân thiện, rút quân về các vị trí an toàn cho Kiev. Thưa quý vị, quân Nga đã giáng đòn tiêu diệt nhân lực và phá hủy trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các điểm dân định cư của vùng Kerch. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết, kết quả những cuộc tấn công đường không, hỏa lực, pháo binh và hoạt động tác chiến của quân Nga là đã đánh tan nơi tập trung binh lực và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22 và số 61, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia và lữ đoàn bảo vệ số 1004 của Ukraine trong các điểm dân cư Visnevka, Gordievka, Ivaskovsky, Krasnoktyazki, Krulenkoy, Lyubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochin, Plekhovo, Rubanchins và Snagod, thông cáo chiến sự nêu rõ. Kiev mất hơn 300 chiến binh trong ngày ở hướng Kerch. Trong một ngày đêm qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 300 binh sĩ và 14 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 11 xe chiến đấu bọc thép. Thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết tiến độ đẩy lùi âm mưu tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga ở khu vực Kerch. Ngoài ra, cùng trong thời gian này, Kiev còn mất 7 ô tô, 1 khẩu pháo, 1 đơn vị thiết bị kỹ thuật, 2 trạm tác chiến điện tử, cũng như 1 radar phát hiện mục tiêu trên không ST-68. Trong vòng 24 giờ, Nga đẩy lùi và phá vỡ các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khoảng 8 điểm ở khu vực biên giới Kerch. Các đơn vị của nhóm phía Bắc, với sự hỗ trợ của hỏa lực hàng không và pháo binh lục quân, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm xung kích đối phương theo hướng các điểm dân cư Komarovka, Malaya, Lugnia, Nechaev và Cherkasy Poreknoye. Nỗ lực đột nhập của đối phương ở Visnevka, Boki, Porevki và Spanoje cũng bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới hơn 40 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 ô tô bị phá hủy. Thông báo của cơ quan quân sự Nga nêu rõ, đang tiếp tục tiến hành hoạt động trinh sát tìm kiếm để xác định và tiêu diệt các nhóm biệt kích của đối phương trong các khu rừng đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Máy bay Nga tấn công nơi tập trung chiến binh và khí tài của các lữ đoàn Ukraine ở vùng Sumy. Các phi đội hàng không tác chiến chiến thuật đã thực hiện cuộc tấn công ở khu vực Sumy, giáng vào điểm tập trung chiến binh và khí tài quân sự của lực lượng dự bị từ các lữ đoàn cơ giới số 22, số 41, số 54, số 61 và số 115, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82, lữ đoàn xung kích số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn 1 vệ binh quốc gia, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và số 103 của đối phương trong các khu định cư Belopol, Belovody, Voroba, Katerinivka, Obody, Pervomaisk, Persechanero, Peremoga, Svetsa, Sumy, Ugreli, Yankovka và Yastrebinoye, thông báo cho biết. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kerch, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 5.800 quân nhân. Tổng cộng, trong thời gian giao tranh ở hướng Kerch, đối phương đã tổn thất hơn 5.800 quân nhân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 ô tô, 37 khẩu pháo. Cơ quan quân sự Nga tuyên bố.
Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn mất 5 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng của tổ hợp phóng loạt tên lửa, trong đó có 3 tổ hợp phòng không HIMARS và 1 tổ hợp MLRS, 9 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 đơn vị kỹ thuật điện tử bao gồm 2 xe phá chướng ngại vật và 1 xe thiết bị giải bom mìn UR-77.